Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời tiết mục của phụ nữ khu 9 với vũ điệu Xinh Tươi Việt Nam. Xin chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiết mục Xinh Tươi Việt Nam của phụ nữ khu 9 ạ. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời tiết mục đến từ câu lạc bộ dưỡng sinh làng Cao Xá với tiết mục